Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự 17 giờ chiều hôm nay thứ bảy ngày 11 tháng 10 năm 2014 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình với những nội dung chính như sau. Gặp mặt doanh nhân tỉnh Quảng Bình nhân ngày doanh nhân Việt Nam. Nông dân xã Thuận Đức, thành phố Đồng Hới chú trọng phát triển kinh tế trang trại. Trạm quân dân y nơi vùng cao biên giới Kim Thủy thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân. Sáng nay ngày 11 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã tổ chức buổi gặp mặt doanh nhân tỉnh Quảng Bình nhân ngày doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì buổi gặp mặt. Trong năm 2014, mặc dù tình hình kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng các doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình đã cố gắng duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và đạt được một số thành quả nhất định. Lực lượng doanh nghiệp, doanh nhân của tỉnh không ngừng lớn mạnh. Toàn tỉnh hiện có gần 3.700 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 19.400 tỷ đồng. Riêng trong 9 tháng đầu năm 2014, thu ngân sách từ các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt trên 566 tỷ đồng, tạo việc làm mới cho gần 15.000 lao động với mức lương bình quân hơn 2 triệu đồng một người một tháng. Các doanh nghiệp cũng luôn chú trọng công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, an toàn lao động, tăng cường sự gắn bó giữa doanh nghiệp với người lao động, đẩy mạnh việc xây dựng mối quan hệ hài hòa ổn định. Ngoài những đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế, các doanh nghiệp và các nhà đầu tư đã kế thừa và phát huy truyền thống dân tộc, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, có ý thức trách nhiệm cao với cộng đồng. Tuy nhiên, thời gian qua, do khó khăn chung của nền kinh tế, toàn tỉnh có 237 doanh nghiệp đã phải tạm ngừng hoạt động, trong đó mới chỉ có 48 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại. Tỷ lệ doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ vẫn ở mức cao. Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Hoài đã chia sẻ những khó khăn chung của các doanh nghiệp và doanh nhân trong thời gian qua, đồng thời mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục phát huy được những tiềm năng lợi thế của địa phương, ổn định để mình hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng nguồn thu, qua đó góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Bình. Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Hới và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố vừa phối hợp mở lớp bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng Nhân dân các xã phường trên địa bàn. Trên 90 học viên dự lớp tập huấn được tiếp thu 6 chuyên đề gồm kinh tế Việt Nam thực trạng và triển vọng, phát triển kinh tế xã hội Quảng Bình thực trạng và giải pháp, vị trí vai trò chức năng nhiệm vụ quyền hạn và phương thức hoạt động của Hội đồng Nhân dân và đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện xã, các kỹ năng về tiếp xúc cử tri và tiếp công dân, thuyết trình chất vấn và thảo luận, kỹ năng thẩm tra và giám sát ngân sách địa phương, kỹ năng xây dựng kế hoạch phát triển năng lực cá nhân cho đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện xã và một số nội dung quan trọng khác. Đây là dịp để các đại biểu Hội đồng Nhân dân trao đổi, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm, những cách làm hay trong quá trình hoạt động, từ đó tìm ra những giải pháp thiết thực để áp dụng vào thực tiễn công việc, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp ở thành phố Đồng Hới trong thời gian tới. Ngày 19 tháng 10, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Lệ Thủy tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới. Tham gia lớp học có 80 học viên. Trong thời gian 6 ngày từ ngày 19 đến ngày 16 tháng 10, các học viên nghiên cứu học tập 9 chuyên đề gồm phát triển giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, không ngừng phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta. Tăng cường quốc phòng an ninh, phát triển các hoạt động đối ngoại, chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế xã hội, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Khóa học sẽ góp phần nâng cao nhận thức lý luận chính trị, giác ngộ cách mạng cho các đảng viên mới, là cơ sở để các đảng bộ sẽ truyền đạt chính thức cho các đảng viên dự bị, xứng đáng đứng vào hàng ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Hôm qua ngày 10 tháng 10, Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị hướng dẫn các văn bản thực hiện xây dựng nông thôn mới. Hội nghị đã được nghe các nội dung hướng dẫn các văn bản của Trung ương, tỉnh và huyện có liên quan đến công tác xây dựng nông thôn mới. Nội dung rà soát bổ sung quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp theo thông tư 07/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy trình thủ tục công nhận xã đạt nông thôn mới. Hướng dẫn nội dung về cơ chế đầu tư đặc thù và thủ tục thanh quyết toán các công trình xây dựng cơ bản, nội dung về thiết kế mẫu định hình xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới. Qua đó, nhằm giúp các đơn vị địa phương nắm chắc thực hiện đúng quy định của nhà nước
về các văn bản hướng dẫn thực hiện xây dựng nông thôn mới và phát huy có hiệu quả nguồn vốn đầu tư cho quá trình xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, kinh tế trang trại ở xã Thuận Đức, thành phố Đồng Hới có những chuyển biến tích cực về quy mô sản xuất và chất lượng hàng hóa. Nông dân trên địa bàn xã đã tập trung khai thác hiệu quả nhiều diện tích đất nông nghiệp và mặt nước ao hồ để đầu tư mở rộng trang trại. Hiện nay, trên địa bàn xã Thuận Đức có 10 trang trại lớn, trong đó có 6 trang trại đạt chuẩn theo tiêu chí mới. Đặc biệt, nhiều hộ nông dân đã tập trung khai thác tiềm năng thế mạnh vùng gò đồi của địa phương để phát triển mô hình trang trại tập trung và chủ trồng nâng cao chất lượng cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế. Tổng doanh thu hàng năm của mỗi trang trại bình quân đạt từ 700 đến 800 triệu đồng. Nhiều trang trại đã mạnh dạn đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng hàng hóa và giải quyết việc làm cho nhiều lao động ở địa phương. Thưa quý vị và các bạn, được sự hỗ trợ từ chương trình Nghĩa tình Trường Sơn, đầu năm 2012, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã đầu tư và đưa vào hoạt động trạm quân dân y kết hợp làng Ho ở xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy. Kể từ khi trạm đi vào hoạt động đến nay, việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân nơi vùng biên giới được thực hiện có hiệu quả hơn. Xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, một xã biên giới nằm ở phía tây tỉnh Quảng Bình, là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Vân Kiều. Nếu như trước đây, mỗi khi ốm đau, bà con trong bản phải mất nửa ngày trời, vượt quãng đường xa gần 70 km mới đến được trạm y tế gần nhất. Thì từ ngày có trạm quân dân y kết hợp làng Ho đóng trên địa bàn, bà con các bản Ho Rum, Cạc Mít và làng Ho đỡ phải lo lắng mỗi khi ốm đau, bệnh tật. Thế có bệnh là được cán bộ y tá ở đây chăm sóc và cứu chữa tận tình. Từ khi có trạm y tế ở đây thì đời sống của nhân dân được cải thiện nhiều hơn, và mỗi khi ốm đau thì đa số bệnh nhân đều đến trạm, và khi đến trạm thì bác sĩ và nhân viên đón tiếp rất là chu đáo và khám và chữa bệnh miễn phí. Trạm quân dân y kết hợp làng Ho có 3 cán bộ nhân viên, trong đó có một y sĩ là cán bộ đồn biên phòng làng Ho, 2 cán bộ y tế của phòng y tế huyện Lệ Thủy tăng cường. Hiện tại trạm có tất cả 5 phòng với 11 giường bệnh, trong đó các thiết bị y tế và các loại thuốc thông dụng đều được trang bị đầy đủ, đáp ứng nhu cầu khám và chữa bệnh cho nhân dân. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, trạm quân dân y kết hợp làng Ho đã khám và điều trị cho trên 3.000 lượt bệnh nhân. Riêng trong những ngày này, một số bệnh như tình trạng sốt phát ban của bà con các bản xuất hiện ngày càng nhiều. Vì thế, các cán bộ quân y ở đây phải túc trực thường xuyên để theo dõi nhằm hạn chế lây lan trong cộng đồng. Cùng với đó, các y tá quân y còn đến tận nhà tích cực chăm sóc, khám bệnh, cấp thuốc. Đồng thời, tuyên truyền người dân giữ gìn vệ sinh sạch sẽ nhằm tránh các dịch bệnh truyền nhiễm và bệnh ngoài da, vân vân. Các khó khăn nhất ở hiện tại ở đây thì về công tác khám điều trị là ngoài các cái trang thiết bị không nói đâu, về cái thuốc. Vì thuốc ở đây hoàn toàn là phục vụ miễn phí cho bà con. Nên là cái trạm ở đây không được khám bảo hiểm cho để cấp thuốc và bảo hiểm cho bà con, chủ yếu là các cái nguồn thuốc là đi xin các trung tâm này, rồi là nguồn thuốc cấp của Bộ Chỉ huy Biên phòng. Nhưng nói thật thì cái nhu cầu khám điều trị thì nhiều, những cái nguồn thuốc cấp thì ít, nhưng anh em ở địa trạm đấy thì tham mưu chỉ huy đôn rồi nỗ lực rồi xin các trung tâm, các trạm, nhất là trung tâm vệ sinh phòng chống dịch bệnh của huyện Lệ Thủy hỗ trợ rất nhiều. Tỉnh Quảng Bình hiện có 4 trạm quân dân y kết hợp, bao gồm trạm Ra Mai ở xã Trọng Hòa, trạm Bãi Dinh ở xã Dân Hòa, trạm 61 ở xã Thường Trạch và trạm Làng Ho ở xã Kim Thủy. Các trạm quân dân y kết hợp đều phát huy được hiệu quả trong việc chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ vậy, đồng bào được tiếp cận với các dịch vụ y tế, được chăm sóc và chữa bệnh kịp thời. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực nhằm góp phần xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, nâng cao đời sống và xây dựng nếp sống văn minh cho người dân tại những nơi vùng cao biên giới. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin thời tiết chiều và tối nay. Khu vực miền núi mới thay đổi, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực đồng bằng ven biển mới thay đổi, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới mới thay đổi, đêm không mưa, gió tây bắc cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, biển bình thường, sóng biển cao từ 0,5 đến 1 mét.